Vâng, xin chào các bác anh em nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục về thêm dòng máy Naze 5 tia xanh của Lion King. Hôm qua em giới thiệu dòng sản phẩm máy 5 tia xanh của Lion King rồi. Đó là cái mẫu giá vừa tiền, giá dưới 1 triệu. Thì hôm nay bên em giới thiệu thêm cho anh em, các bác thêm một máy Naze 5 tia xanh cao cấp khác, cũng của thuộc dòng thương hiệu của Lion King. Nhưng mẫu này thì nó chất lượng hơn rất nhiều, và giá thì nó cũng chênh hơn khoảng hơn 1 triệu một chút. Thì hôm nay bên em về dòng máy Naze Lion King, mã sản phẩm của nó là LK2020 Laser Tool của thương hiệu Lion King của Đài Loan. Cái dòng máy Naze Lion King này thì bên em cũng đã bán ở ngoài thị trường rất là lâu rồi, từ dòng 5 tia đến 12 tia. Đây là sản phẩm, thì những mỗi sản phẩm của Lion King bên em đều được dán một cái tem QR, tức là cái tem niêm phong này ở con ốc để chứng minh rằng cái sản phẩm này là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, và được dán tem này là tem bảo hành cho anh em trong quá trình anh em sử dụng. Như anh em đang thấy ở trên tay em đang cầm một bộ máy, cầm một chiếc máy 5 tia xanh Lion King, mã sản phẩm là LK2020 Laser Tool, máy màu vàng đồng đen. Đây là máy đồng đen nhé, màu đồng đen, và phím của nó là phím cảm ứng. Hiển thị ở trên mặt như thế này, các bác cứ tưởng là nhầm là dòng máy phím cơ, nhưng đây là thực ra là nó dòng phím cảm ứng nhé. Pin của nó là pin ngoài máy. Dung lượng pin thì nó cho dung lượng pin khoảng tầm 4.000 mAh, 6.000 mAh, cho dung lượng tối đa cho anh em sử dụng khoảng tầm 3 đến 5 tiếng liên tục khi anh em mở liên tục nhé. Trường hợp anh em mở thỉnh thoảng mới mở thì có thể anh em dùng 6 7 tiếng không hết một quả pin này. Đấy, và chân của máy sẽ là bằng sắt đặc như thế này. Một cái chân của nó rất là đặng nặng, là anh em có thể xoáy và tùy chỉnh cao thấp của máy nhé. Và đây đây chính là cái lúm vặn của nó này. Đây chỉ là lúm vặn kích thước, ví dụ là anh em vặn theo chiều kim đồng hồ như thế này thì cái kích thước của nó sẽ đi vòng quanh cự ly vòng quanh khoảng tầm tùy ý anh em sử dụng. Ví dụ anh em chỉnh tùy, ví dụ anh em vặn như thế này, vặn lúm như này thì máy nó sẽ quay vòng quanh kích thước của mình. Trên đỉnh máy thì sẽ có biểu hiển thị là nút V. Nút V là tia đứng và nút H là tia ngang. Cái biểu thị nút out này giữa nút V với nút H chính là nút chỉnh tia đậm và tia nhạt, cũng chính là nút khóa tia. Và giữa cái nút V và nút H sẽ có một cái ri vô nước như thế này. Đấy. Em xin báo giá, em xin phổ biến về bộ toàn bộ sản phẩm của máy Lion King 5 tia xanh này, bao gồm một thân máy này, một quả pin to gà thân máy này, một cái kính này, một cục sạc này. Và đây sạc của nó là sạc 3,7V, sạc rất là hay, nó giống như sạc điện thoại. Anh em có thể mua củ này, củ thì có rất là nhiều, ví dụ củ có điện thoại anh em cũng có thể sử dụng được. Và cái dây này thì anh em có thể là cắm vào cái củ điện thoại anh em cũng có thể cắm được nhé. Đây dây của nó là chân tròn nhé, chân tròn này anh em sạc thẳng vào pin giúp em nhé. Đấy, hộp đựng sản phẩm này, chân máy này, cái sổ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh này. Đặc biệt là anh em mua sản phẩm máy Naze Lion King của bên em thì sẽ được tặng một quả pin này. Pin này thì cho dung lượng khoảng tầm 5.800 mAh. Đây là pin em tặng nhé. Pin nó sẽ dán cái thông số này thì là pin của bên em tặng nhé. Còn pin mờ màu đen này là pin theo máy. Còn pin mờ màu đen này là pin theo máy. Anh em đã nhìn được rõ không ạ? Đấy. Theo bộ mỗi bộ sản phẩm của máy Naze Lion King thì bên em sẽ gửi kèm cái thẻ bảo hành. Cái thẻ bảo hành này khi anh em nhận hàng anh em được mở xem hàng rồi mình giữ lại cái thẻ bảo hành này. Khi nào cần tư vấn bảo hành máy thì liên hệ với em bất kỳ lúc nào nhé. Đấy. Máy thì bên em được bảo hành là 12 tháng và lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày. Thì sau đây em sẽ mở máy lên để cho anh em thấy về cái độ tia led của nó nhé. Em vừa rồi em mở ở dưới trời nắng em thấy tia nó rất là sắc nét. Đấy, em đẩy xa cái máy này ra. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái tia nó rất là sắc nét này. Tí nữa em sẽ chiếu bắn xa cho anh em thấy. Còn trước tiên là mình sẽ nhìn ở ngoài gần để cho anh em thấy cái ngoại quan của nó đã. Ngoại quan của nó thì cũng rất là hay, màu đồng đồng đen nhé, màu đồng đen. Đặc biệt anh em khi sử dụng máy laser 5 tia xanh ấy thì anh em sẽ nó tích hợp sẽ làm ngoài trời, nó dễ dàng hơn cho anh em. Anh em nằm ngoài trời thì anh em nên dùng máy 5 tia, và 5 tia ra ngoài trời thì cái điểm chấm hội tụ này này, và hai cái điểm này, cái điểm chấm bên dưới này giữ giao cắt nhau này, nó sẽ bắn rất là xa.
Còn anh em nằm ở trong nhà thì anh em có thể là sử dụng máy 5 tia hoặc 12 tia, 16 tia tùy ý. Còn để mà hiệu quả thì vẫn phải dùng máy 12 tia hoặc 16 tia nằm trong nhà. Làm rau lau phông thì nó dễ dàng hơn, ốp lát chân tường chân gạch thì nó dễ dàng hơn. Còn nằm ngoài trời thì anh em phải nên dùng máy 5 tia. 5 tia nó có cái điểm chấm hội tụ này thì anh em bắn mới xa được này. Và cái dây của nó thì ngoài trời mình không thể nhìn thấy được, nhưng để mà xa thì vẫn phải nhìn cái điểm chấm của nó. Đấy. Anh em thấy các bạn tia nó rất là sắc nét. Rồi em sẽ quay vào trên tia dây cho anh em thấy nhá. Tia dây nó rất là sắc nét này, anh em thấy không ạ? Đấy, tia dây rất là sắc nét. Đấy. Anh em nhìn được thấy không ạ? Rất là sáng nhá. Sau đây em sẽ chiếu xa cho anh em thấy này. Em sẽ dựng máy lên là chiếu xa cho anh em thấy nha. Nhìn vào tường, bức tường nhá. Đây và anh em nhìn vào bức tường này. Cái tia dây của nó rất là mảnh, rất là sáng đúng không ạ? Cái điểm chấm nó rất là sáng. Cái tia dây của nó rất là sắc nét. Đấy. Thì cái máy này em đang để bức tường khoảng cách nó khoảng tầm 3 mét thôi. Nhưng đây anh em xem cái chiều xa em bắn này. Anh em xem cái chiều xa em bắn nhá. Đây, em bắn ra ngoài cổng này. Thì khoảng cách của cổng kia nó khoảng tầm 10 mét này. Và đang trời nắng nhá. Anh em thấy đang dày trời giữa trưa nhá. Hôm nay nắng cũng khoảng tầm 36 37 độ. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây, em sẽ tiến gần cái cổng cho anh em thấy cái điểm chấm nó rất là sáng. Đấy, anh em thấy không ạ? Điểm chấm nó rất là sáng này. Và cái tia ngang tia đứng của nó cũng có thể anh em có thể ngoài trời nắng cũng có thể là nhìn được dây của nó. Đấy, đây là cái cổng nó mờ đen này thôi, nhưng anh em nhìn cái điểm chấm nó rất là sáng. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, bắn rất là xa, và khoảng cách nó khoảng tầm 15 mét này này. Đây, anh em thấy không ạ? Đây nhá. À, chỉnh này. Em xoay máy này anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, chỉnh ra cổng này. Đấy, điểm chấm nó rất là sáng và nó đang nháy đấy. Đấy, anh hình dung anh em mình đã nhìn rõ được không ạ? Đây. Đây là cái thân máy này. Đây, anh em xem cái tia dây của nó đúng không ạ? Rất là sắc nét và rất là mịn này. Tia nó rất là nhỏ, điểm chấm nó rất là sáng, anh em thấy nhé. Đấy, điểm chấm nó rất là sáng, anh em có thể thấy. Đây là cái thân máy chính nó sẽ bắn xa này. Anh em xem nhìn vào góc tường này, hai cái điểm chấm nó rất là đều nhau. Hai cái điểm chấm nó rất là đều nhau nhé. Đấy, điểm chấm nó bắn rất là xa này. Đấy, anh em đi lên này. Đấy, cái điểm chấm của nó, đúng không ạ? Còn đây nó bắn xa này. Ra anh em bắn xa này. Đấy, ra anh em nhìn thấy cái điểm chấm mà cuối cùng không ạ? Rất là xa nhá. Rất là sáng nhá. Anh em là để em đi ra đầu ấy cho anh em thấy này. Đây đi theo dây của nó này. Đi theo dây của nó này, kịch dây vẫn sáng nhá. Anh em xem kịch dây nó vẫn sáng. Đấy. Đây là điểm bắn xa của nó này. Anh em thấy không ạ? Điểm bắn xa của nó rất là xa nhá. Và cái dây của nó thẳng đứng lên này. Đấy, dây của nó thẳng đứng lên này. Đây, cái tia dây của nó này. Rất sáng đúng không ạ? Rất sáng đúng không ạ? Đấy. Còn đây về máy này. Đây về máy. Đấy. Em thấy không ạ? Có đáng đồng tiền bác gạo để anh em bỏ tiền ra với giá trị khoảng một tầm 1 triệu mốt bao ship cho anh em. Anh em có thấy nó giá trị nó có hợp túi tiền không ạ? Vâng, em xin báo giá lại máy laser Lion King. Mã sản phẩm là LK2020. Bên em đang giảm giá còn 1.100.000 đồng làm miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em được mở xem hàng, test thử máy. Ok rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá cho em nhé. Xin báo giá là 1.100.000 đồng là bao ship cho anh em. Máy thì được bên em bảo hành là 12 tháng và lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày. Thì tất cả những sản phẩm máy laser Lion King của bên em sẽ được gửi kèm cái thẻ bảo hành này. Khi nào anh em nhận được hàng, anh em giữ lại cái thẻ bảo hành này giúp em nhé. Sau này cần tư vấn bảo hành máy thì liên hệ với em. Em xin phổ biến lại phụ kiện theo máy bao gồm một máy 5 tia xanh Lion King, một chân máy này, một kính này, một sạc này, một phiếu bảo hành này và một sổ hướng dẫn sử dụng này. Đặc biệt là tặng kèm thêm anh em thêm một quả pin dự phòng này để anh em về sử dụng thay thế nhé. Và hộp đựng sản phẩm. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Anh em có
nhu cầu mua sản phẩm thì để lại số điện thoại dưới video này, hoặc là liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0975842993 và 0326548330. Hai số điện thoại của em đang hiện ở trên màn hình. Anh em có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ em bất kỳ lúc nào. Thì giá bên em đang giảm giá còn 1.100.000 đồng bao ship cho anh em. Anh em quan tâm sản phẩm thì có liên hệ ngay với số điện thoại của em ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin hẹn anh em trong những video tiếp theo nhé.